Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, trang 85 đến trang 87, bài 6, ngày nào cũng quý. Bài đọc 4, tìm việc. Một người đàn ông đứng tuổi đến xin việc ở công ty nọ. Sau khi phỏng vấn, vị giám đốc bảo ông: "Hãy cho tôi địa chỉ thư điện tử của anh để công ty gửi cho anh các thông tin cần thiết." Người đàn ông thú thật là ông không có máy vi tính và cũng không dùng thư điện tử. "Rất tiếc một công ty lớn như chúng tôi chỉ giao dịch với nhân viên qua thư điện tử nên không thể tuyển dụng anh được, rất tiếc." Người đàn ông đi lang thang trong thành phố rồi tình cờ đến một cửa hàng rau quả. Khi nhìn lên bảng giá, ông bất ngờ thấy giá cà chua ở đây cao gần gấp đôi giá ở ngoại thành, nơi ông đang sống. Hôm sau, ông đem toàn bộ số tiền mình có mua cà chua và mang vào trung tâm thành phố bày bán. Chưa đầy 2 tiếng, ông đã bán hết tất cả cà chua và kiếm được gần gấp đôi số vốn bỏ ra. Từ hôm đó, ông bắt đầu kinh doanh cà chua. Ngày ngày, ông dậy từ lúc trời chưa sáng để đi lấy hàng rồi chở đến bán tại một khu trung tâm đông đúc nào đó. Sang tuần lễ thứ hai, ông mua được chiếc xe kéo để vận chuyển hàng. Một thời gian sau, ông mua được chiếc xe tải nhỏ. Hai người con trai phụ ông buôn bán, vợ ông phụ mua cà chua, còn cô con gái đi học thêm lớp kế toán để làm sổ sách giúp ông. Thời gian dần trôi qua, cuối năm thứ năm, ông đã có một công ty nhỏ chuyên chế biến và kinh doanh cà chua. Công ty của ông đã tạo việc làm cho hàng chục người. Rồi tiếp theo trong bài đọc có các từ tuyển dụng là chọn vào làm việc, kế toán là ghi chép và tính toán tình hình thu chi trong cơ quan tổ chức doanh nghiệp. Tiếp theo trả lời câu hỏi. Câu 1. Vì sao người đàn ông không được nhận vào làm việc ở công ty nọ? Người đàn ông không được nhận vào làm công việc ở công ty nọ là vì không có thư điện tử. Câu 2. Người đàn ông đã chủ động tìm công việc phù hợp với mình như thế nào? Thì người đàn ông đã chủ động là tìm công việc phù hợp với mình thông qua việc khảo sát thị trường và tìm được công việc buôn bán. Câu 3. Sáng kiến của ông đem lại lợi ích gì cho gia đình và những người khác? Thì sáng kiến của ông đem lại nhiều lợi ích cho gia đình và những người khác là ông đã thoát khỏi thất nghiệp và ngày càng phát triển thành công ty nhỏ, tạo việc làm cho nhiều người. Câu 4. Theo em, xin việc và tìm việc khác nhau như thế nào? Thì xin việc là cái hành động ngỏ ý với nhà tuyển dụng để có thể có được công việc. Còn tìm việc là hành động chúng ta kiếm và lựa chọn một trong số cái nhiều cái công việc sao cho phù hợp với bản thân. Tiếp theo luyện từ và câu. Luyện tập tra từ điển tiếp theo. Số 1 nhỏ, từ điển có thể xuất bản dưới dạng sách in và tài liệu trên mạng Internet. Hãy tìm hiểu trên mạng Internet về một cái kiến thức em cần biết. Ví dụ mẫu, chúng ta gõ từ khóa vàm cỏ đông. Sông vàm cỏ đông bách khoa toàn thư, mở Wikipedia. Sông vàm cỏ đông bắt nguồn từ vùng đồng bằng trũng thấp thuộc lãnh thổ Campuchia chảy vào Việt Nam, tại xã Biên Giới và xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, rồi qua các huyện Bến Cầu, Hòa Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng, đều thuộc Tây Ninh, với thủy trình khoảng 98 km. Đoạn tiếp theo dài khoảng 6 km và là ranh giới giữa hai tỉnh Tây Ninh, Long An. Sau đó sông chảy vào địa phận tỉnh Long An qua các huyện Đức Hòa, Đức Hoài, Bến Lức, Cần Đước với thủy trình khoảng 86 km, rồi kết hợp với sông Vàm Cỏ Tây, tạo nên sông Vàm Cỏ để đổ vào sông Xoài Rạp và đi ra Biển Đông. Wikipedia là từ điển mở trên mạng Internet,
người đọc có thể gửi đề nghị bổ sung sửa đổi thông tin chưa đầy đủ hoặc là chưa chính xác trong từ điển này. Thủy trình là đường đi của sông, suối, kênh rạch. Như vậy thì ở đây chúng ta, ví dụ như mà em muốn biết tìm kiếm kiến thức về cầu Vĩnh Tuy, thì chúng ta sẽ gõ từ khóa vào, đó là cầu Vĩnh Tuy, thì sẽ hiện ra là cầu Vĩnh Tuy là cái cầu nối hai quận của thủ đô gồm quận Hai Bà Trưng và quận Long Biên, bắc ngang qua sông Hồng. Điểm đầu cầu nằm ở phía trung tâm thành phố Hà Nội, thuộc địa phận của phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Điểm cuối thuộc phố Đàm Quang Trung, quận Long Biên. Tiếp theo số 2 nhỏ, chúng ta tra cứu nhanh một trong những cái kiến thức sau trong từ điển, sách in hoặc là tài liệu trên mạng Internet. A. Một nhân vật nổi tiếng có thể là nhân vật mà trường em mang tên, hoặc là B. Một cảnh đẹp nổi tiếng ở nước ta hoặc là một nước khác. Ví dụ như một nhân vật nổi tiếng có thể là nhân vật mà trường em mang tên. Một nhân vật nổi tiếng đó là đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1908 trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu truyền thống yêu nước tại làng Diêm Điền, huyện Thụy Anh, nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người tận trung với nước, tận hiếu với dân, nêu cao tấm gương chói ngời phẩm chất, khí tiết và đạo đức người chiến sĩ cộng sản của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. B. Một cảnh đẹp nổi tiếng ở nước ta hoặc là nước khác. Ví dụ như thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh là một điểm du lịch nổi tiếng không chỉ của miền Bắc, toàn quốc mà trên khắp thế giới. Hạ Long có vịnh biển, có các di sản thế giới, các hoạt động du lịch phong phú, đồ ăn ngon, v.v. Tiếp theo góc sáng tạo bức tranh nghề nghiệp. Số 1 nhỏ thì mỗi tổ sẽ thực hiện một trong những cái nội dung sau. A. Đó là chúng ta tổ chức bàn trưng bày hoặc là góc trưng bày tranh ảnh đã sưu tầm hoặc là tự vẽ về các nghề, thì ở tiết trao đổi câu chuyện nghề nghiệp trang 80. B. Đó là chúng ta sẽ giới thiệu về một số nghề thông qua các trò chơi đố vui, đọc thơ, diễn kịch. Số 2 nhỏ là chúng ta sẽ bình chọn những cái sản phẩm hoạt động hay. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.